chứng nhân lòng thương xót. Xin mời các bạn trong ca đoàn, mời các bạn tiến lên đây, mau ngay lên, nhanh lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những người từ phương xa đi nhanh lên, có những người từ phương xa đến đây ở mãi. Quần Phương là ở đâu con? Dạ con ở đâu? Quần Phương là ở đâu? Con ở Hải Hậu, Nam Định ạ. Vâng, ở mãi Nam Định là địa phận. Địa phận Bùi Chu ạ. Vâng, địa phận Bùi Chu mà họ đi hành hương đến đây. Những hình ảnh của những cô gái Việt Nam đẹp như là những tiếp viên hàng không. Đó, tới đầu kia luôn. Thẳng tới đầu kia luôn. Tới luôn. Tới sắt đầu đó. Tới sắt luôn. Anh chị em thấy đẹp không? Những tà áo dài Việt Nam. Rồi anh thấp thì đằng trước, anh cao đằng sau. Và trong số các tiếp viên hàng không thì có một tiếp viên là nữ tu. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta cho người nghe chân này. Rồi sơ vui lòng giới thiệu cho anh chị em biết đây là một tập thể của những người đi làm chứng cho Chúa. Sơ chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, kính chào cha, kính chào hồng đoàn, mong chú thương xót. Thực ra thì giáo xứ chúng con thì cũng đang ước ao để đi vào trong chỗ giáo điểm Tin Mừng để được gặp cha cũng như là gặp hồng đoàn. Và hôm nay chúng con cả đoàn chúng con là hơn 50 người cơ, nhưng mà đây là những chị em thuộc trong hội các bà mẹ công giáo ca đoàn. Và hôm nay chúng con đến để ca ngợi Chúa cũng như là cảm ơn Chúa về tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng con trong suốt cái thời gian qua. Và trong khi mà chúng con đi như vậy thì tất nhiên là ai cũng có những tâm tình để xin Chúa ban cho những cái điều này, điều kia. Và tất cả các chị em ở trong đây cũng đã viết giấy xin Chúa. Và cũng thực ra thì con thì hôm nay con bánh đàn nên vẫn chưa được cha đặt tay. Còn các chị đã được đặt hết rồi, tí nữa cho cha đặt tay cho con. Vâng, bây giờ mời dần đi xuống đánh đàn dùng cách hoặc là sơ chị trinh chiên có đó mà. Rồi, chúng ta cùng nhau hát bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa nha. Con vẫn trông cậy Chúa. Rồi mời cầm cho mỗi người một cái cuốn sách tâm, cầm đúng một cuốn sách. Thưa anh chị em, ai có cây quạt thì chúng ta cầm cây quạt trên tay. Rồi, ai có cuốn sách thì chúng ta cầm cuốn sách trên tay nha. Đã lên. Khoan, chưa. Cấm phát lên cuốn. Được chưa? Anh chị em cầm trên tay, cầm hai tay cuốn sách Còn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Cầm quay mặt ra trước này, cầm quay mặt ra trước. Còn đủ chưa? Đừng quên đến đấy. Rồi, mỗi người cầm trên tay cho đủ. Thôi đủ vào nha. Rồi bây giờ các chị sẽ là người mà nhìn xuống dưới cộng đoàn làm sao thì các chị phải làm như vậy. Rồi cộng đoàn nhìn tôi làm sao thì cộng đoàn làm như vậy. Được chưa? Thánh Phaolô bảo anh chị em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giêsu. Tôi làm mẫu, anh chị em làm theo tôi, và các chị nhìn người dưới người ta làm sao thì các chị làm như vậy. Đấy là những người mà được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì tất cả những người chị em này không thể đến đây được. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì những bộ áo dài này họ sẽ đi ra ngoài đời, họ sẽ múa hát ca nhảy, họ đi tìm những thú vui trần gian, chứ họ không đến đây đâu. Từ Nam Định, bỏ qua xuống, từ Nam Định họ đã đến đây, họ đã cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Từ Nam Định họ đã đến đây, họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa và ước mong rằng anh chị em từ các nơi khác cũng hãy họp nhau lại mà cầu nguyện thành những cộng đoàn như tín hữu sơ khởi, một lòng một ý với nhau, một cái đồng phục, một màu áo, đó là một lòng.
một ý với nhau, đó là ý tốt, ý lành, đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin cho cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng, phải là một cộng đoàn tín hữu sơ khai, một lòng một ý với nhau, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho Chúa Thánh Thần nối kết, để Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta lại với nhau, để Chúa Thánh Thần muốn thổi ta đi đâu thì thổi, để Chúa Thánh Thần muốn làm gì thì ta cứ việc vâng theo, và quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ làm những điều vô cùng kỳ diệu với chúng ta, nếu chúng ta một lòng một dạ ngoan ngụy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển. Mấy chị em cùng hát lên bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa, để nói rằng dù cuộc đời con có thế nào, con vẫn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, con vẫn trông cậy Chúa giữa muôn vàn khó khăn thử thách đau thương của cuộc đời.